Chào mừng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học sơ lược về danh từ. Danh từ thì có 5. Loại thứ nhất là proper noun. Proper noun là danh từ riêng chỉ về một nơi chốn, một cái tên của cái gì đó. Ví dụ ta nói I live in Texas. Tôi sống ở Texas. Một cái tiểu bang gọi là Texas. Phần thứ hai là danh từ nói về chung, danh từ chung. Danh từ chung nói về những cái vật chung chung, ví dụ cái phone, cái table, tôi, anh ấy, cô ấy, và ta, họ, vân vân. Ví dụ ta có cái câu a table of five là một cái bàn có 5 người. Thì cái bàn ở đây là danh từ chung. Tiếp theo mình có chữ material noun. Material noun nói về danh từ vật chất. Ví dụ ta nói iron, water, rice, sắt, nước, gạo. Ví dụ ta có câu do the rice là vo gạo. À, mình dịch vo gạo. Rồi thứ tư mình có danh từ nói về sự trừu tượng. Ví dụ perseverance. Perseverance, sự bền bỉ. Strength, là sức mạnh. Ta có câu without perseverance, talent is a barren bed. Nếu mà không có perseverance, bền bỉ, thì tài năng chỉ là một cái giường gậy thôi. Rồi, tiếp theo mình phần cuối cùng là danh từ nói về tập thể, một cái tập thể, một cái lũ gì đó, một cái đoàn, ví dụ team, crowd, flock. Rồi mình có câu ví dụ sao? My team is the best. Cái đội của tôi là nhất. Rồi thầy chúc các bạn thành công. Đó là phần kết thúc của mình.